Không còn xuất hiện ở các mảng phim truyền hình dày đặc như trước, nhưng cái tên Tôn Lệ chưa bao giờ là hết hot. Cô vẫn là tấm vé bảo chứng rating cho rất nhiều phim. Ngày hôm nay cùng VGT đến với Tôn Lệ, nàng chân hoàng viên mãn từ phim ảnh cho đến đời thường. Những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp. Tôn Lệ sinh ngày 26 tháng 9 năm 1982 tại Thạch Khố Môn, Thượng Hải. Xuất phát điểm của cô là một vũ công với nhiều triển vọng. Tôn Lệ vào học trường nghệ thuật Ngân Đô, Thượng Hải năm 18 tuổi. Ngay trong năm ấy, cô đã đạt giải nhì cuộc thi múa toàn quốc giải Kim Tinh. Một năm sau, Tôn Lệ đã ký hợp đồng với công ty Hải Nhuận. Đây cũng là công ty đem đến cho cô vai chính đầu tiên trong sự nghiệp. Tôn Lệ bén duyên lần đầu tiên với phim truyền hình vào năm 19 tuổi. Cô được vào vai diễn viên múa trong đội múa của Lục Y Bình, Triệu Vi thủ vai trong bộ phim Tân Dòng Sông Ly Biệt. Tuy chỉ là một vai diễn nhỏ bé nhưng nó là bước đệm chuẩn bị cho những thành công sau này. Cũng trong năm đó, Tôn Lệ nhận được vai chính đầu tiên trong sự nghiệp là An Tâm trong bộ phim truyền hình Ngọc Quan Âm. Bộ phim đã thành công đưa tên tuổi của cô đến gần hơn với khán giả khi người đẹp giành được 2 giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc được yêu thích nhất và nữ diễn viên nổi tiếng nhất tại giải Kim Ưng lần thứ 22. Một Tôn Lệ với chặng đường cống hiến hết mình. Sau thành công với vai diễn An Tâm, cô tiếp tục ghi dấu ấn với người xem khi xuất hiện ở hàng loạt bộ phim truyền hình như Đôi Giày Thêu Hoa, Đại Phường Nhuộm, Dưới Ánh Mặt Trời, Hồng Phấn Thế Gia, Sóng Gió Tây Quang và Huyết Sắc Lãng Mạn. Năm 2005, Tôn Lệ được giao vai nữ chính Đỗ Quyên trong phim truyền hình Hạnh Phúc Tựa Như Hoa, đánh dấu lần đầu gặp gỡ và hợp tác với Đặng Siêu, vai Bạch Dương, khởi đầu cho tình yêu và cuộc sống viên mãn sau này của cô và bạn đời. Tiếp đó, Tôn Lệ vào vai Phùng Trình Trình trong bộ phim truyền hình Tân Bến Thượng Hải, đóng cặp cùng bạn diễn Huỳnh Hiểu Minh. Bộ phim xoay quanh cuộc tranh giành quyền lực của các băng nhóm ở Thượng Hải vào những năm 1930 với mối tình nhiều ngang trái của Hứa Văn Cường do Huỳnh Hiểu Minh thủ vai và Phùng Trình Trình do Tôn Lệ thủ vai. Cốt truyện mới lạ, hấp dẫn và diễn xuất thực lực của dàn diễn viên chính đã lấy đi nước mắt của rất nhiều khán giả khi phát sóng năm 2007, gây tiếng vang ở nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Một năm sau Hạnh Phúc Tựa Như Hoa, Tôn Lệ và Đặng Siêu tiếp tục tham gia bộ phim Mật Ngọt với vai diễn Diệp Thanh và Lôi Lôi. Đây là câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp nhưng cũng lắm trắc trở giữa hai con người nhỏ bé trong xã hội Trung Quốc sau cách mạng văn hóa. Bộ phim không chỉ đem đến cho cặp đôi diễn viên giải thưởng cặp đôi nghệ sĩ được yêu thích nhất tại giải thưởng quý 1 năm 2008 của Sina, mà còn thành công đem chuyện tình từ phim ảnh bước ra ngoài đời thật. Và một Tôn Lệ giỏi giang, đa tài. Bỏ túi nhiều giải thưởng phim truyền hình nhưng ta không thể không kể đến những đóng góp của cô trong mảng điện ảnh. Những bộ phim điện ảnh Tôn Lệ từng tham gia có thể kể đến như Hoắc Nguyên Giáp, Họa Bì Một, Quan Vân Trường, Cao Thủ Chia Tay, Thiên Sứ Xấu Xa và Ảnh. Trong đó, Hoắc Nguyên Giáp từng đem về cho cô giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất tại liên hoan phim Kim Kê Bách Hoa lần thứ 28 với vai Nguyệt Từ. Gần đây, người xem không khỏi hài lòng và thỏa mãn trước sự kết hợp với Đặng Siêu trong Ảnh của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Sự trở lại lần này của cô không hề khiến khán giả thất vọng khi Ảnh đạt được nhiều giải thưởng danh giá. Bản thân Tôn Lệ với vai diễn Tiểu Ngải cũng được đề cử ở hạng mục nữ diễn viên xuất sắc nhất của giải thưởng Kim Mã lần thứ 55. Hoạt động song song ở cả hai mảng điện ảnh và truyền hình, nhưng ít ai biết người đẹp còn sở hữu một giọng ca truyền cảm. Cô từng phát hành hai album âm nhạc bao gồm Yêu Như Không Khí, Giấc Mơ Nhỏ và một số MV ca nhạc khác. Thành quả viên mãn đáng tự hào. Tham gia nhiều bộ phim truyền hình nhưng đỉnh cao sự nghiệp của Tôn Lệ phải kể đến Hậu Cung Chân Hoàng Truyện của đạo diễn Trịnh Hiểu Long năm 2012, lấy bối cảnh triều đại hoàng đế Ung Chính nhà Thanh, bộ phim kể về những tranh đấu quyền lực, địa vị và tình yêu chốn thâm cung. Chân Hoàng, Tôn Lệ thủ vai, vốn là một thiếu nữ thiện lương trong sáng, nhập cung với tâm thế không màng danh lợi, nhưng lại bị đẩy vào vòng xoáy của những âm mưu thủ đoạn của chốn cung cấm nhiều thị phi. Giữa những minh tranh ám toán nơi tiền triều hậu cung, cô buộc phải thay đổi, buộc phải trở nên mạnh mẽ, cứng rắn và thủ đoạn để tự cứu lấy chính bản thân mình, từng bước trở thành hoàng thái hậu, vinh quang vạn trượng, nhưng cũng là đỉnh cao nơi cô đơn không bóng người. Quy tụ dàn diễn viên thực lực như Trần Kiến Bân, Tôn Lệ, Tưởng Hân, Thái Thiếu Phân cùng với kịch bản phim hấp dẫn và tỉ mỉ, ngay từ những ngày đầu phát sóng, bộ phim đã trở thành hiện tượng của truyền hình Trung Quốc, làm thỏa mãn người xem với những màn cung đấu đặc sắc và kịch tính. Hậu Cung Chân Hoàng Truyện được phát sóng trên nhiều đài truyền hình của Trung Quốc, đồng thời cũng được Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam và nhiều nước khác mua bản quyền phát sóng. Bộ phim đưa tên tuổi của Tôn Lệ lên đỉnh cao sự nghiệp, cô được đánh giá là nữ hoàng rating. Sau thành công vang dội của Hậu Cung Chân Hoàng Truyện, cô tiếp tục ghi dấu trong lòng người hâm mộ với vai diễn Mị Nguyệt trong Mị Nguyệt Truyện. Dẫu vấp phải nhiều ý kiến đánh giá trái chiều nhưng bộ phim vẫn thắng lớn với 3 hạng mục quan trọng: phim truyền hình hay nhất, nữ diễn viên xuất sắc, Tôn Lệ và nữ diễn viên phụ xuất sắc,
Lưu Đào của giải Bạch Ngọc Lan trong Liên hoan phim truyền hình Thượng Hải lần thứ 22. Lần đầu tiên tôi chạm tay vào chiếc cúp Bạch Ngọc Lan là nhiều năm về trước, khi bản thân tôi vẫn còn là diễn viên múa mang chiếc cúp này đến tay khách mời. Giờ đây tôi đã có thể đường đường chính chính cầm nó trong tay với cương vị là một diễn viên. Đó là những chia sẻ hết sức chân thành và xúc động của cô khi nhận giải Bạch Ngọc Lan cho vai diễn Mị Nguyệt, cũng là thành quả xứng đáng cho chặng đường cống hiến hết mình và đầy kinh nghiệm của cô. Gần đây, sau 2 năm ít xuất hiện ở mảng phim truyền hình, nữ hoàng rating trở lại với Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, đóng cùng Hà Nhuận Đông và Trần Hiểu. Liên tục thay đổi mình bằng những vai diễn và hình tượng mới mẻ cùng tinh thần kinh nghiệm không ngừng nghỉ, Tôn Lệ thành công đạt được giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải thưởng Phi Thiên lần thứ 31. Cô nàng là nàng hoa đáng duy nhất của thập niên 1980 đã giành được 3 giải thưởng cao quý nhất mà bất kỳ diễn viên nào cũng đều mơ ước, đó là giải Kim Ưng, Bạch Ngọc Lan và Phi Thiên. Và không chỉ được biết đến với khả năng diễn xuất đầy thực lực, mà Tôn Lệ còn được biết đến với có một cuộc sống đời thường vô cùng đáng ngưỡng mộ cùng với Đặng Siêu. Và cả hai là cặp đôi đẹp nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Cuộc sống đời thường viên mãn. Gặp mặt lần đầu trong Hạnh phúc tựa như hoa vào năm 2005, bộ phim đã tạo điều kiện và cơ hội để họ tìm hiểu nhau, một Đặng Siêu hài hước, bướng bỉnh và bất kham, phải là một Tôn Lệ ôn hòa, thuần khiết và thiện lương. Sau 5 năm bên nhau, họ chính thức trở thành vợ chồng. Họ bí mật đến Bắc Kinh đăng ký kết hôn vào đúng ngày sinh nhật của Đặng Siêu. Anh chia sẻ đó là món quà ý nghĩa nhất, là ước nguyện cả đời mình. Đặng Siêu trước kia có phần lép vế trước vợ, nhưng sau khi kết hôn, nam diễn viên lập tức vươn lên trở thành ông hoàng phòng vé của làng điện ảnh, với những bộ phim điện ảnh đứng đầu doanh thu phòng vé Trung Quốc như Tứ Đại Danh Bộ, Đối tác Trung Quốc, Mỹ Nhân Ngư. Đặng Siêu trở thành một trong những ngôi sao hạng A của điện ảnh Hoa ngữ. Năm 2017, Đặng Siêu lần đầu lên ngôi ảnh đế với bộ phim Liệt Nhật Trước Tâm, nâng tầm tên tuổi của Đặng Siêu thành ngôi sao hàng đầu làng giải trí. Kết hôn ở thời điểm sự nghiệp của cả hai đang thăng tiến, dù bận rộn với rất nhiều dự án riêng nhưng họ vẫn thống nhất cùng nhau chăm sóc con cái, không còn xuất hiện quá nhiều ở những dự án truyền hình, Tôn Lệ dành nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình nhỏ. Bên nhau 14 năm, cùng nhau trải qua hết những sóng gió trong sự nghiệp lẫn cuộc sống, cả hai trở thành cặp đôi vàng trong làng giải trí Hoa ngữ. Tình cảm chân thành không màu mè, không chiêu trò của họ làm cho người ta thật sự tin rằng có một Tôn Lệ Đặng Siêu sinh ra để thuộc về nhau. Tôn Lệ và Đặng Siêu bên nhau 14 năm và cùng nhau trải qua hết những thăng trầm trong sự nghiệp lẫn cuộc sống và cùng nhau trở thành cặp đôi vàng trong làng giải trí Hoa ngữ. Và sự chân thành của họ, không màu mè, không chiêu trò, đã thực sự khiến người ta tin rằng có một tình yêu thật sự giữa Tôn Lệ và Đặng Siêu và họ sinh ra là để thuộc về nhau. Các bạn vừa xem bản tin trên VGT và đừng quên nhấn nút like cũng như đăng ký để ủng hộ nhóm nhé!